Roma đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 9. Cho anh nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi Ngài đã vì cớ tự lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo thánh linh thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh và chăm về xác thịt sanh ra sự chết còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an vì sự chăm về xác thịt nghịch với đức chúa trời bởi nó không phục dưới luật pháp đức chúa trời lại không thể phục được Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng đức chúa trời về phần anh em nếu thật quả thánh linh đức chúa trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu nhưng theo thánh linh Xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Amen. Amen. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học lời Chúa ở trong Roma đoạn 8 từ câu 1 cho đến câu 9 và chúng ta sẽ cùng quan tâm đến một cái vấn đề rất là quan trọng đó là Chúa Thánh Linh ở bên trong đời sống của những người theo Chúa. khi Chúa. chúng ta tin nhận Chúa thì như lời Chúa hứa rằng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của đức chúa trời và nếu chúng ta tin chúa đó thì chúa sẽ ngự bên trong chúng ta ngài ở bên trong chúng ta và chúng ta được ở trong ngài à, như vậy thì chúa ở bên trong chúng ta bằng cái cách nào đó là kinh thánh cho chúng ta biết là, là thánh linh ở bên trong chúng ta thánh linh là một trong ba ngôi đức chúa trời và ngài hiện diện ở trong đời sống của chúng ta Thánh Linh được à, à, mô tả rằng là Ngài gần gũi với chúng ta, Ngài là thần lẽ thật, Ngài là thần chân lý, Ngài là thần yên ủi, Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý, à, Ngài là đấng ban sự khôn sáng cho chúng ta, Ngài chỉ dạy chúng ta trong tất cả mọi việc. Và quý vị biết rằng là trong ngày mà Chúa Giêsu à, chịu báp thêm, đó, thì Thánh Linh ngự trên Ngài. Rồi trong ngày lễ ngũ tuần thì à, 120 môn đồ cũng đã được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và khi họ được đầy tràn Thánh Linh thì họ có thể nói những lời cao trọng. Họ làm những việc phi thường. Họ có một cái, những cái đức tính mà bình thường con người bình thường không có. Chẳng hạn như là mình thấy ông Y Tiên là ông bị ném đá nhưng mà ông vẫn vui và ông vẫn cầu nguyện xin Chúa tha cho những cái bàn tay mà đang ném đá ông đó. Đấy. Vì đó là một cái người mà quý vị thấy đầy giải thánh linh, họ khác với những con người bình thường. Thay vì bình thường đó là mình tức lắm, mình buồn, mình giận lắm. Nhưng mà khi ông Ê Tiên được đầy giải thánh linh thì ông lại mặt ông sáng rỡ lên, trong khi đúng ra đó người ta ném đá thì ông phải cái buồn lắm. Cái nhìn cái mặt chắc là tối tăm lắm. Và ông sẽ rất là Ốn à, ghét hận thù những con người mà giết ông Nhưng mà không à, Ông hoàn toàn có một cái thái độ Một cái phản ứng ngược lại Và tất cả cái sự tốt lành đó không phải là do ông y tiên Mà là chính thánh linh Ở bên trong ông à, Để có thể giúp cho ông như vậy Và ông cầu nguyện xin cha tha cho họ Vì họ không biết cái việc họ là à, Như vậy thì quý vị thấy Thánh linh ở bên trong follow Và khi follow có thể Giàu cho ông bị tàu Giàu chắc bị xiền nhưng mà ông vẫn hát <laughs> Ông vẫn hát ca ngợi Chúa Paulo và Sila đã hát ca ngợi Chúa Hát ca ngợi Chúa cho đến nỗi nền ngục rúng động Như vậy thì quý vị thấy rất là rõ ràng Là Chúa Thánh Linh ở bên trong chúng ta Thì chúng ta hoàn toàn có một cái năng lực à, Có một cái, cái cách mà chúng ta đối phó với nhiều vấn đề Nó, nó phi thường, nó không phải giống như con người bình thường nếu con người bình thường đó là ai làm chuyện gì là chúng ta ghét, chúng ta tức. À, nhưng mà khi chúng ta có thế linh thì chúng ta có thể dễ dàng tha thứ. Chúng ta có thể dễ dàng thông cảm. À, chúng ta cũng có thể bỏ qua được. À, chúng ta sẽ không làm theo những cái điều mà mình ham muốn. Có nhiều điều mình con người xác thịt nó ham muốn lắm. Nó yếu đuối lắm. Nhưng mà khi thích linh ở bên trong mình, mình mạnh mẽ, mình can đảm. Mình vượt qua hết tất cả những cái sự yếu đuối đó. Hay có nghĩa là quý vị sẽ thấy những con người đó sống một cách phi thường họ có thể không tham lam, không ích kỷ, không kiêu căng, à họ không có ghen ghét, đấy, đó là khi thánh linh ở bên trong à, giúp cho họ có cái sự sống có sự khôn ngoan, giúp cho họ bình tĩnh, giúp cho họ à, đối diện với một vấn đề mà có thể nói rằng là à, không không có ai có thể đối diện hay hơn, chúa nói đó, à, ngay cả những cái hoàn cảnh rất là khó khăn thì đừng lo, bởi vì chúa sẽ ban cho mình cái lời khôn ngoan bởi thanh linh chúng ta có được những cái lời nói rất là khôn ngoan ở trong những cái tình huống đó chúng ta có thể đối phó trước những cái hoàn cảnh mà có thể nó người bình thường đó là họ không thể đối phó như vậy được nhưng mà chúng ta có thể như thế được và điều đó không phải là bởi chúng ta à cho nên quý vị thấy đó rất nhiều những cái gương mà những người có chúa thanh linh ở bên trong đời sống của họ à, quý vị có thể nhìn thấy họ yêu thương họ tha thứ họ nhịn nhục họ nhân từ họ đối xử với mọi người khi ông phaolô ông đầy dạy thánh linh quý vị thấy rằng ông biết bao nhiêu những phép lạ đã xảy ra rồi lời giảng cũng được đầy ơn rồi ông có một cái tình thương rất là đặc biệt và thưa với quý vị là đó là sức sống của chúa thánh linh bên trong mình à, như vậy thì nói tóm lại có nghĩa là khi mà đức thánh linh ở bên trong mình đó thì mình sẽ sống một cái cuộc đời phi thường nó không phải bình thường như như là những con người tầm thường ở trên trần gian này. Cho nên khi mà chúng ta sống theo xác thịt như ở trong Roma đoạn 8 nói rằng thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn cái người sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Có nghĩa là gì? Cái người mà à, sống theo thánh linh đó, là quý vị sẽ thấy là người đó hướng về hướng tâm trí của mình về này. Ở trong một số bản dịch thì dùng cái chữ đó là hướng cái tâm trí của mình về xác thịt còn những người mà có chúa đó họ hướng tâm trí của họ à về thánh linh đấy à bởi vì khi mà chúng ta hướng cái điều đó chúng ta hướng về xác thịt thì dĩ nhiên những điều xác thịt nó sẽ đến nó sẽ trỗi dậy và chúng ta sẽ làm theo còn nếu chúng ta hướng về chúa đó thì lúc bây giờ chúng ta mới được cái sự hướng dẫn soi sáng của Chúa giống như bây giờ à, nếu quý vị à, à, quay hướng nhìn cái phía nào chẳng <laughs> hạn như mình cái phía ánh sáng thì mình mới nhận ánh sáng còn mình quay lưng ánh sáng mình nhìn cái chỗ tối thì mình không biết gì hết không thấy gì hết đấy thì cái người mà sống theo thánh linh á thì họ sẽ hướng về cái ánh sáng đó họ hướng về thánh linh cho nên bởi đó họ nhận được rất nhiều cái sự soi sáng sự dẫn dắt và năng lực của thánh linh nữa à đến nỗi có những chuyện đúng ra là mình buồn <laughs> buồn chứ nếu có người bình thường mà mình, nếu mình, mình hướng về cái hướng xác thịt thì mình buồn lắm mình nghe một cái chuyện gì đó tôi nói thưa quý vị chỉ cần một câu nói chỉ cần một tin tức chỉ cần một cái sự việc gì đó nho nhỏ thôi chúng ta đã buồn rồi chứ đừng có nói chi Đừng có nói chi là người ta chẳng hạn như là người ta giật nợ mình <laughs> Ví dụ như vậy Chẳng hạn như là người ta nói xấu mình Hay là người ta đánh mình Người ta vu cáo mình Là chúng ta phải buồn lắm chứ làm sao không buồn Nhưng mà khi chúng ta hướng về thánh linh Thì chúng ta lại không có nghe Không để ý lắm những cái chuyện đó à Và bất giờ ánh sáng của Chúa Rồi năng lực của Ngài Tất cả mọi sự tốt lành của Ngài Sẽ giúp đỡ chúng ta và ngay lúc đó quý vị sẽ thấy rằng chúng ta giống như bây giờ ngoài bên ngoài trời nóng lắm nhưng mà bây giờ mình đương hướng mình đương uh, hướng về cái máy quạt đương ở cái gần cái máy lạnh thì quý vị sẽ thấy sao? chứ thấy nó bình thường nóng thì người ta la lên người ta đổ mồ hôi người ta khổ cực lắm còn chúng ta sẽ thấy nó bình thường lý do là vì sao? bởi vì chúng ta đang hướng về những cái điều tốt lành à, thế thì thánh linh của chúa đó ngài muốn chúng ta hướng về nhưng phải, phải nhớ ở trong câu thứ năm đó đó người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt còn chúng ta là chăm những sự thuộc về thánh lành và chúng ta phải hướng như vậy chứ đừng có bao giờ một cái sự việc gì xảy ra cái bắt đầu chúng ta à, hướng về những chuyện sắp thịt sắp thịt thì chúng ta gọi điện mấy người sắp thịt phải không chúng ta nghe người ta rồi xem những cái hình ảnh thuộc về sắp thịt còn bây giờ mình hướng về thánh linh là gì ồ mình đến mình mở kinh thánh ra à, mình để tâm mình cầu nguyện mình hát những cái bài thánh ca <laughs> thì tự nhiên quý vị thấy nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng và thậm thậm chí nhiều khi quý vị thấy không cần phải nói với ai nữa mình tự nhiên cái rồi mình hết buồn liền tự nhiên mình thắng cái đó liền vì thấy giờ đó, chúng ta phải hướng về Đức Thánh Linh. Và những người mà chăm về sắc thì sẽ sao? Sẽ sanh ra sự chết. Còn thứ sáu, và những người chăm về Thánh Linh thì sẽ sanh ra sự sống và bình an. Bởi vì ý đó, là khi mà chúng ta à chăm về sắc thịt thì sắc thịt chỉ dẫn tới sự chết thôi ừ. dẫn chúng ta đưa chúng ta ở cái chỗ là từng bước từng bước làm chúng ta buồn chúng ta giận lên nghe một cái sự việc gì đó quý vị thấy có nhiều người chỉ cần nghe một cái tin tức một câu nói làm cho mình bệnh luôn đó đấy. <laughs> Chưa nói gì có nhiều người còn té ngã xuống, nhiều người lên máu và có thể chết. Còn một số người thì buồn rầu lắm. Tự nhiên nhìn vô mình thấy có người sao buồn quá. Không biết chuyện gì, nhưng mà rõ ràng là người đó có ai đó nói, có ai đó gọi điện tới, có ai đó nhắn một cái tin thôi là quý vị sẽ thấy người đó buồn xuống liền. À. à, nếu mà chúng ta hướng về Chúa đó thì bắt đầu chúng ta sẽ được lời của Chúa an ủi. Thánh linh của Chúa sẽ so sáng cho chúng ta, phân tích cho chúng ta để chúng ta nói nào thôi, cái chuyện đó nó cũng là cái chi và không? Chuyện đó người ta nói mà ai không bị nói. Và gì vậy đó, phải không? Chúa Thánh linh sẽ nói với quý vị cái điều đó. À, Chúa kêu còn bị người ta chê mình trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ và bắt đầu Thánh linh dùng kinh thánh để mà nhắc cho mình. À đừng đừng có vì tự ái quá, đừng có coi mình là quan trọng quá, không có gì đâu, người ta nói còn người ta nói đâu có phải là người ta nói thì chúng ta sẽ là như thế. Phải à, không? Chúa mới là quan tòa Chứ còn con người thì cái nhậm nhỏ gì Giàu họ là ông gì bà gì đi nữa Thì họ cũng không là gì cả Chứ đừng có nói quan trọng Tại sao cái ông đó nói tôi Tại sao cái bà đó nói tôi Mà nói tôi là tôi chịu không nổi Không Tôi nói cái vị ma quỷ có thể sử dụng tất cả mọi người Để nói với chúng ta Chẳng hạn như quý vị thấy ngày xưa Chúa Giêsu không Là ma quỷ sử dụng cái ông muôn đệ Ở gần nhất của Chúa đó Là cái ông phi <laughs> Nói những cái lời mà Mà kinh khủng lắm Thấy không À Và nếu mà À, chúng ta không cẩn thận thì chúng ta cứ buồn hoài chúng ta nói tại sao nó vậy tại sao người đó là nó tại sao người thân tôi lại nó tại sao những người như vậy nhưng mà quý vị biết rằng đó là ma quỷ ha à, ma quỷ nó sẽ sử dụng tất cả những điều đó để làm cho mình chán nản để làm cho mình buồn và cuộc đời của chúng ta quý vị thấy nhiều khi chúng ta gặp có thể nói rằng là trăm bề nói như gia cơ nói đó là cái sự thử thách trăm bề cái sự thử thách nhiều loại nhiều cách đó. chúng ta không có thể ngờ được những chuyện gì nó cũng có thể xảy ra hết những người mà chúng ta cứ nghĩ là không bao giờ người ta nói câu đó không bao giờ người ta phản bội mình không bao giờ người ta có thể lường gạt mình không bao giờ người ta đối xử với mình như vậy thì cái điều đó nó vẫn xảy ra thôi và hãy coi đó là ma quỷ ha ma quỷ nó được sử dụng tất cả chúng ta phải cẩn thận nó đừng có bao giờ mà chúng ta hướng về đó và chúng ta cứ bị cho những cái mũi tên đó nó nó, nó gọi là làm chúng ta bị thương và chúng ta buồn Còn à, nghe một câu nói gì đó cái bác, ta, ta buồn, ẩn, bắt đầu buồn giận nó bất mãn thậm chí có nhiều người bỏ hội thánh bỏ Chúa à, cũng chỉ vì một ai đó ở trong hội thánh mà nó gọi là không theo ý của họ à nhưng mà chúng ta đừng theo Chúa cho nên chúng ta đâu có phải theo những con người đó cho nên vì vậy cho nên đừng quan trọng quý vị dĩ nhiên là chúng ta cũng lắng nghe để coi thử và chúng ta nếu họ nói đúng thì chúng ta sửa chữa nhưng mà có rất nhiều điều người ta nói không đúng thì mặc kệ người ta À, và để mà phớt lờ để mà có thể gọi là quên lửng đó nhưng follow nó đó là khó chứ không có dễ đâu <laughs> quên lửng là khó lắm ở đây em follow dùng cái chữ là quên lửng có nghĩa là không nhớ gì tới nữa hết <laughs> không để cho cái đó nó cứ lai like vãng ở trong cái cái tâm trí của mình đó hình ảnh hoặc là cái câu nói đó nó cứ vọng đi vọng lại và cũng nhớ cũng quý vị cũng đừng có lặp lại đừng có lặp lại nó người ta nói tôi vậy đó người ta nói người ta nói có khi không ai nghe mà mình nói nữa cái nhiều người nghe đúng không đừng không cần thiết bởi vì cái lời nói nó không đúng bởi vì cái những gì thuộc về xác thịt nó sanh ra cái gì sanh ra sự chết quý vị nhớ còn á à, chăm về thánh linh thì sẽ sanh ra sự sống và bình an khi quý vị đi có hướng nào mà quý vị thấy bình an quý vị thấy sự sống thì mình mới đi còn cái hướng nào mà thấy toàn là cháy không cái này thấy chắc là đi tự tử quá <laughs> cái này không có tôi đào lỗ tôi chôn chui xuống như không chỗ nào sống hết đấy khi mà quý vị có tất cả những cái điều những cái tư tưởng những điều đó là những con đường, con đường chết quý vị cho nên chúng ta không nên chăm và sạch thịt à những điều nó xảy đến cho mình là ai đó nói mà không đúng đừng lặp lại đừng có nhắc đừng có kể cho người này cái ô bà ơi tôi bị cái bà đó bà nói tôi bị em no, nó không cần nói tại vì khi quý vị nói đó là quý vị chăm về sắp thịt quý vị nhớ tại vì mình mình để cho cái chuyện sắp thịt đó mình mình tin nó mình coi nó quan trọng cho nên mình nói còn bây giờ mình quên lớn đi <laughs> ông vô nói tôi quên lớn mà muốn quên lẫn như vậy chúng ta phải chăm về hướng về cái hướng chúa thì quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lắm mình cứ đến với chúa à rồi có khi kinh thánh đó đó chúa mà còn bị người ta ghét vô cớ mà gọi là vô cớ có khi họ ghét mình đúng mà có khi họ ghét vô cớ thì nếu mà họ ghét vô cớ thì thôi coi như đấy cũng là những cái nỗi khổ của các thánh mà mình được chia sẻ không sao cả bởi vì không có một con người nào trên đời này mà không bị chia trách thì nói chuyện mà người ta chia trách mình là bình thường người ta không chia trách là bởi vì mình mình không nghe thế thôi <laughs> Chứ mình không nghe thế thôi cho nên cái người đó nói, à, nói đằng sau nó sao kể người ta tại sao mình cứ nói họ đã không dám nói mình trước mặt có nghĩa là mình không cần phải nghe quý vị phải nhớ như vậy ha những con người đó là những người không cần mình không cần phải nghe họ À, nếu họ dám nói đó là họ nói trước mặt mình thì cái điều đó, đó là họ mới ngay, ngay thẳng tránh đại còn mà những chuyện mà người ta như thế thì đó là chuyện của ma quỷ nó nhiều lắm vì vậy cho nên đừng quan tâm ha à, và hãy học quên lẫn như follow nó tôi quên lẫn mà sự đằng sau mà chăm những sự đằng trước thôi và ở đây chúng ta người theo Chúa là chăm thánh linh chăm có chăm chuyện xác thịt chuyện xác thịt cho nó chết đi cho nó đi ra khỏi khỏi mình họ nói để người khác nghe ha à, như chúa nói đó để kể chết chôn cái chết còn mình tham gia vô đó làm gì thấy không cho nên đó là lý do mà quý vị nghe những cái điều gì thì cũng xin đừng nếu cái điều đó nó không tốt thì đừng kể lại đó tôi thật cái gì tại vì cái quý, vị kể lại đó thì cái người đó cái người họ nghe họ cũng cảm ơn cảm ơn là bởi vì chẳng lẽ họ không họ không cảm ơn mình chẳng lẽ họ chửi mình ha nhưng mà người ta cảm ơn chứ gì người ta đau lắm bây <laughs> giờ xong rồi cái đó thay vì cái kia nó chưa chuyển tới thì mình là cái, cái gạch nối mình là cái người mà đem cái đó cho nó tới sớm đó, đó là cái chuyện đó họ nói chưa chắc gì nó tới mình thấy không à nó còn xa lắc xa lơ nhưng mà bây giờ mình đưa nó tới ngay mình đem vô tặng nó, nơi trung tâm luôn đưa cho cái người đó nghe nữa và đừng bao giờ quý vị đứng ra chẳng hạn như đứng giữa hội thánh mà nói nữa thì không nên nói là người ta nói tôi thế này thế kia thì người ta nói tại sao mình đi lặp lại Không có nên lặp lại Nếu người ta nói đúng là khác Còn người ta nói không đúng ha ta nói không đúng là chúng ta phớt lờ đi Đấy, cho nên quý vị cẩn thận trong vấn đề chúng ta chăm đừng có chăm về cái chuyện sắc thịt bởi vì khi quý vị chăm về sắc thịt quý vị cảm thấy gì chết đúng không buồn sau khi nói rồi nếu cái buổi nói chuyện nào nếu cái sự gặp gỡ nào mối quan hệ nào mà quý vị thấy nó buồn và và nó dẫn tới cái chết thì thôi chấm dứt cái đó Chúng ta chỉ hướng về những gì thuộc về bình an và sống. vì nhớ. Tất cả những cái điều gì cũng vậy. Nói hàng ngày cũng vậy. Chúng ta phải nói những cái lời tích cực. Cái lời mà Chúa cho mình nói. Những điều cao trọng mà Thánh Linh cho mình nói. Còn uh, ma quỷ thì nó, nó bắt mình nói những cái chuyện tồi tệ. Uh, cây cú, độc địa, ác uế, xấu xa, tầng, tục tầng. Ha. Không có nói chi cả. Cho nên đừng có bao giờ nói những cái câu nói đó. Đừng bao giờ để nó nằm trên môi miệng mình. đấy đừng có nói nó móc này đừng có nói xỉa so xói xỉa đừng có nói những cái câu nói đó là những cái của của trần gian của chắc thịt mình không có bao giờ nói tới đây để gì? mình hướng về cái gì mình hướng về thánh linh và mình hướng khi quý vị hướng về thánh linh quý vị có thể nhận ra được là điều gì làm cho mình bình an điều gì làm cho mình sống còn nếu mà mình thấy bị tiêu hao năng lực thì hãy nhớ rằng đó là ma quỷ đương muốn đặt lời của nó ở trong mình nó đương mượn mình đấy gọi là mình trở thành công cụ của ma quỷ như follow nó trong đoạn 6 đó là anh em chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng của sự gian ác có nhiều người là đồ dùng của gian ác á nghĩa là cái môi miệng của họ cái lời nói của họ và quý vị cũng đừng có nghĩ rằng là chúng ta học kinh thánh rồi chúng ta biết chúa rồi là chúng ta không bị cái đó chúng ta vẫn bị như thường ma quỷ có thể sử dụng chúng ta và nói với một hình thức là cũng nói có nhiều người cũng nói về chúa 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 vậy đấy nhưng mà thật sự là không có chúa trong đó mà toàn là ma quỷ không ha nhưng mà mượn cái danh mượn cái lời à để nói về chúa cho nên chúng ta là những người sống chúng ta cần phải nhận định trong cuộc sống này đó quý vị thấy người ta nói bên ngoài giống như người ta nói đó ở ngoài thì nam mô nhưng mà bên trong thì cái một bồ dao găm <laughs> ở ngoài đời nó là như thế đấy à người ta nói những cái lời nghe ngọt dịu lắm yêu nhưng mà thật sự coi chừng ghét ở trong đấy họ nói là khen nhưng mà coi chừng họ chê ở trong đấy đấy vì vậy đó cho nên chúng ta là những người theo Chúa đó chúng ta nên quy hướng về Chúa chứ đừng có hướng về những cái điều đó à và khi mà chúng ta hướng về thánh linh chúng ta phải hướng về thánh linh ở trong cái 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 câu của bản tiếng Anh đó là nói rằng là chúng ta hướng tâm trí của mình về thánh linh có nghĩa là mình để cho suy nghĩ này mình để cho tất cả những cái tình cảm của mình à, trong cái sự dẫn dắt của chúa thánh linh bởi vì con người của chúng ta là có tâm linh là tâm hồn à, và thể xác như vậy thì chính cái tâm hồn của mình đó mình hướng về lòng của mình đó mình hướng về chúa thì khi quý vị gặp bất cứ cái hoàn cảnh gì, ví dụ như bây giờ đương có chuyện buồn xảy ra, tôi nói thật quý vị, nhiều khi tôi không không nói với cái người bên cạnh luôn. Đó. Tại vì mình nói để làm gì? Không nói. Tại vì mình nói đó là chứng tỏ rằng mình nghĩ là không còn chỗ nào nữa hết. À, Chúa không giải quyết cái vấn đề đó cho mình. Mình không có tin vào Chúa. Cho nên mình tâm sự với một người, tôi đương bị cái chuyện này, chuyện này rồi. Cái người đó nếu mà họ không không có ơn của Chúa thật sự đó, thì họ sẽ cũng sẽ buồn mà chưa nói gì họ gì suối mình nữa đúng không à, họ suối mình tầm bậy là chết đấy chứ đừng có nghĩ là mình nói ra là cái điều đó là nó sẽ tốt không có cho nên tôi trong cái trải nghiệm của tôi là tôi không có nói nếu tôi gặp một cái chuyện gì là tôi không nói không nói không có nghĩa là mình 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 mình, mình giấu giếm gì với ai nhưng mà cái chuyện đó mình nghĩ không đến nói nó để làm gì Ngày có một lần kia tôi tôi đi ở ở việt nam á tôi đi chợ tròn á chợ đầm á chợ đầm là cái, là cái chợ tròn ở Nha Trang quý vị. và khi đó hôm đó tôi đi xuống chợ thì tôi bị uh, mất tiền, tôi bọc tiền mà sao không lấy <laughs> hay quá. Chợ, chợ chợ đầm ở Nha Trang là giỏi lắm, nó giỏi lắm cái chuyện này chỉ cần đi ngang qua một cái là là nó lấy tiền quý vị được rồi. thì hôm đó tôi uh, tôi đi tôi bọc tiền trong túi không biết cuối cùng tôi đã mất mất. và khi mất rồi đó, người tôi về tôi không nói gì cả, tôi không nói gì với người thân, người trong gia đình tôi không nói gì hết tôi vẫn vui mà thế tôi không nói vậy và tôi còn nguyện với chúa thôi, thôi mắc thôi hồi nhưng mà hồi đó ở việt nam mà mình mất một số tiền cũng không phải là nhiều lắm nhưng mà nó cũng không phải là ít à, thì tiếc lắm chứ nhưng nếu mà nói ra thì cũng không được gì hết chỉ làm cho mọi người tiếc buồn gì đó cái sau đó một thời gian cách chừng ba bốn ngày bốn năm ngày sau đó tôi nói tôi nói ờ à, không có mất tiền nhưng mà nói, sao, sao không nói tôi nói ủa nói ra để làm gì bây giờ tự nhiên mình thấy nó bình thường rồi nè <laughs> bây giờ tôi nói là vì tôi thấy nó bình thường đó tôi không có chuyện gì hết mà những ngày qua nếu tôi nói ra đó là người sẽ buồn người sẽ đó tại sao vậy tại thế này tại thế kia rồi tiếc tiền tiếc của phải à không tại vì nó mất thì thôi nó mất thì mình hãy nghĩ tôi gì khi tôi mất một số tiền tôi nghĩ thôi cũng giống như mình đi việt nam mình xài cũng mười mấy ngàn hai chục ngàn thôi giống như một chuyến việt nam mình đi là mất cho rồi đâu có gì đâu cũng vậy thôi à, thành ra đó khi mà chúa ở với mình chúa hướng dẫn mình thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng thay vì người khác người ta đau lắm quý vị thay vì người khác, người khác người ta đau khùng lên ta có thể chửi ta có thể bới. người ta có thể làm này làm kia rồi đủ thứ chuyện nó xảy ra hết nó không phải là nó đơn giản đâu có nhiều người xong đó rồi nhiều cái chuyện mà quý vị thấy hết sức là tồi tệ nó xảy ra đó có nhiều người tức quá ở trong gia đình cả qua cái lộn lại gì đó cuối cùng bắn chết hết bán cái người vợ của mình rồi bán luôn mấy đứa con mình chết những cái câu chuyện mà quý vị vừa nghe đó, ha. À. Tức vì sao? Bởi vì họ buồn quá, họ không có chỗ nào giải tỏa được hết. Họ tức quá, họ oan ức quá. Họ vừa đã chịu thiệt thòi rồi mà còn bị cái tiếng xấu nữa. Có nhiều khi quý vị bị nhiều rất nhiều những cái oan nghiệt đó ở trong cuộc đời. Mình vừa mất tiền người ta lấy của mình xong người ta nói xấu mình, <laughs> thì giật tiền mình xong người ta nói xấu mình, quý vị gặp không? Nhiều lắm. Mà cái chuyện nó đi nhiều lắm. Nhưng ông sư có buồn không? ta たり tiếng mình, rồi nó xấu mình nó có buồn buồn không? Dạ, yeah, thì buồn. nếu mình nếu mà mình 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 theo sách thì thì mình buồn chứ nhưng mà không. Ừ, Tự nhiên nên mình đó. cảm thấy mình mình cảm thấy thôi. <laughs> cuộc đời nó như thế. Và mình xin Chúa cho mình có thể có được cái trái tim yêu thương để mình có thể bỏ qua, để mình có thể hướng lòng về Chúa, Chúa còn cho mình cái thứ khác tốt hơn. Cho mình Chúa lại cho hơn. mình mà đấy không giống như bây giờ mình mình mất ra 10 mười ngàn đi để chúa cho mình 15 lăm ngàn thì có gì đâu mà buồn phải không? Đó. thì ra chúa luôn luôn bù lại cho mình, thành ra tất cả những cái suy nghĩ đó giúp mình thắng được chứ còn nếu không là mình sẽ, sẽ giận chứ đúng không? Mình, mình đòi chưa chắc gì mình đòi được tôi nói cái gì đó có người hồi đó có một cái ông ông đến mượn tiền tôi ở Việt Nam á mượn xong rồi cái ông bỏ nhóm á <laughs> ông ông mới 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 đến với Chúa này. ông gặp thì ông mượn mình thấy ông cũng hoàn cảnh ông đó tội nghiệp với cho ông mượn thì cũng không bao nhiêu nhưng mà sau khi cho mượn rồi cái ông đi nhà thờ luôn <laughs> ông đi nhà thờ luôn là mình thấy mình buồn rất là buồn mình vừa mất tiền rồi một người anh em không có đi nhà thờ nữa rồi tôi phải tìm cái ông đó và tôi nói tôi nói với ông là hôm đó là cái tiền này là tính giúp anh nhưng mà chưa chưa nói <laughs> cho nên bên nay nói <laughs> chứ không anh đừng có ngại ở đây là tính cái tiền là tiền giúp á à, tính giúp chứ không phải là cho anh mượn đâu <laughs> thì tự nhiên anh 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 bình tĩnh lại anh vui vẻ là anh đi nhà thờ lại mình cũng thấy thôi vui không phải là mình cần à, mình mình cần một cái người không phải nhưng mà mình cảm thấy nếu hy sinh được điều gì cho anh em của mình nếu làm một cái gì đó mà người khác có thể cứu được họ đó, thì mình cố gắng thôi mình kể ơn chúa để mình làm và mình nhẹ nhàng trong cuộc sống này nhẹ nhàng à, tôi thưa quý vị à, chúng ta trải qua rất nhiều chứ không phải là không có nhưng mà tất cả mọi sự hãy nhớ rằng khi chúng ta có chúa thánh linh chúng ta mới thắng được còn bằng không á thì chúng ta sẽ bật chứ làm sao không buồn làm sao không bật đúng không à, ví dụ mình mất năm ngàn 10 ngàn buồn chưa buồn rồi nhưng nếu mất trăm ngàn <laughs> điên lên luôn hả nếu 100 ngàn ai giật mình mà họ giật trăm rồi hay là giật hai ba trăm rồi mà họ còn ra họ nói xấu mình nữa thì quý vị điên lên luôn đó Đã. nhưng mà không nó không có là chi cả đừng có để cho đừng để cho những cái chuyện đó nó làm cho mình mất đi có nhiều người tức quá rồi mất đi mất cái linh hồn của mình luôn giận quá mất khô ha có nhiều người vậy đó họ đúng họ là người tốt nhưng mà cuối cùng họ chăm bị sắc thịt À, chẳng hạn như có ai đó chẳng hạn như một người phản bội đi gặp người vợ hay người chồng gì đó phản bội vì gặp trước mắt mình bắn họ mình giết họ mình đánh họ ha <laughs> thì sau đó chúng ta cũng trở thành người xấu ha <laughs> luật pháp cũng đưa ra và cũng xử tội chúng ta bởi vì chúng ta giết người ta mặc dù cái người người đó là rõ ràng là họ đến là cướp vợ mình họ đã cướp chồng mình ha <laughs> ha nhưng mà mình giết họ là mình sai rồi đó là mình xác thịt rồi cho nên trong những cái tình huống đó chúng ta cần phải cậy ơn chúa vì nếu có chúa mới giúp cho mình để mà mình có thể tha thứ mình có thể bỏ qua bởi vì họ đã họ đã bộ ngoại tình rồi thì còn cái gì nữa <laughs> để mà mình giữ lại thế không có giữ lại cô không bao giờ làm được gì cả cho nên thôi cuộc sống đến lúc đó quý vị sẽ thấy rằng chúa sẽ cho và chúng ta có được những cái nhìn rất là khôn ngoan và chúng ta nhẹ nhàng đó. thay vì cái điều đó làm cho người ta đau làm cho người ta buồn nhưng mà chúng ta phải có những cái suy nghĩ là có cái sự so sánh của Chúa Để Chúa giúp mình hiểu được vấn đề À Người ta Giống như bây giờ Người ta lấy tiền của mình Thì Chúa cho Chúa sẽ cho mình cái khác À Và à, Mình cũng tha thứ cho họ Là cũng Khi mình cầu nguyện Trong cái bài cầu nguyện chung Quý vị đọc đó Xin cha tha nợ cho con Xin cha tha tội cho con Như con tha kẻ phạm tội mắc Cùng con Như vậy thì mình cũng có Cái lý do để mình xin với Chúa rằng Chúa ơi Con đã tha thứ cho người ta À Chứ còn mình không tha cho hết à, thì không không được cuộc đời của người theo Chúa là người phải tha thứ và khi mình tha rồi rồi nếu Chúa không bù mình cũng vẫn phải tha nếu Chúa không bù mình cũng vẫn mình cũng vẫn phải vui huống chi là Chúa sẽ bù thưa quý vị đó tôi thấy đó chứ không phải là Chúa không bù cho mình Thành ra mình thấy thật sự thì cũng không có gì buồn à, cũng có gì mà làm cho mình chán nản ha, bất mãn hết vì vậy cho nên khi chúng ta có chúa đó thì chúa sẽ giúp cho mình để mà mình đối phó với những cái tình huống đó à, để mình có thể cảm thông tha thứ nhịn nhục yêu thương nhân từ chúng ta có thể đối đáp lại với kẻ thù của mình là một cách nhân từ một cách là cứu giúp họ trong những cái tình huống mà đáng lý không bao giờ có thể tha thứ và có thể chấp nhận được cho nên xin chúa giúp cho tôi và quý vị để chúng ta thật sự là chăm về thánh linh vì vậy cho nên chúng ta phải uh, để thánh linh ở bên trong chúng ta đừng dập tắt, đừng làm buồn làm ngài nhưng chúng ta đầu phục ngài, chúng ta chẳng những yêu mến ngài nhưng mà chúng ta phải văn phục ngài bởi vì đức thánh linh sẽ có những cái ý kiến khi mà quý vị đối diện một vấn đề nào đó khi đó cái tiếng nói của xác thịt chẳng hạn như bây cái sự việc này là nói xác thịt là bảo phải nói nhưng mà thánh linh là bảo thôi đừng nói coi <laughs> đấy thì quý vị phải vâng lời nếu chúng ta không có văn lời thì thưa quý vị là chúng ta làm buồn rồi đấy chúng ta làm buồn hết lên rồi đấy và một lần hai lần nhiều lần thì quý vị sẽ không nhận được cái sự hướng dẫn của chúa nữa đấy và bây giờ quý vị chỉ nghe có một tiếng nói là tiếng nói có sắc thịt không thôi cho nên trong con người của mình là quý vị nhớ là sắc thịt nó còn nằm đó và nó còn ở chung quanh mình khắp nơi quỷ ma còn đầy hết thì nó sẽ nhiều cái gọi là, là điều mà cám dỗ chúng ta nhưng mà khi quý vị yêu mến thánh linh và quý vị có thánh linh ở bên trong mình thì quý vị hãy lắng nghe hãy chăm về thánh linh hướng lòng về thánh linh và xin cái sự soi sáng sự dẫn dắt của chúa và khi chúa bày tỏ thì chúng ta phải vâng à, chứ không có thể nào chúng ta nói là tức quá à, chúa ra khỏi tôi để tôi xử cái này không không có nói những câu đó được à, Nói rằng là tao đi điên ngục tao cũng chịu không có bao giờ tao thua hết không tất cả đừng bao giờ hết và cũng đừng có bao giờ mình biện minh, đừng có bao giờ mình cố chấp, đừng có bao giờ mình bướng bệnh hết. Hãy đầu phục Đức Thánh Linh. Và khi quý vị đầu phục Đức Thánh Linh, thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta và ở cùng chúng ta ban phước cho chúng ta và chúng ta sẽ sống một đời sống mất thật. Xin Chúa ở cùng chúng ta và tham viếng đời sống của chúng ta để chúng ta thật sự có bình an và có sự sống. Khi quý vị đi trong thánh linh quý vị sẽ lúc nào quý vị cứ đo lường á, con người của mình mà thấy ngày nào cũng vui hết, cũng bình an hết, à, và mình thấy có cái sức sống để sống thì đó là chúng ta đương đi trong thánh linh đó còn mà chúng ta đi vào xác thịt thì đủ những chuyện buồn hết. à, và đừng có ngồi đó để trách móc lý do là bởi vì chúng ta không có đồ phục thánh linh à, chúng ta để xác thịt điều khiển mình cho nên xin chúa tham viên xin chúa ban phước ở trên đời sống của chúng ta và cho chúng ta được ơn của ngài để chúng ta có thể trong công việc của chúa chúng ta sẽ thật sự là kết quả và sống một đời sống Làm bình yên Chúa. Chúng ta hiệp chung đi dân để Chúa là cầu nguyện quý vị. Chúng ta hướng lòng về Chúa và dân để Chúa là cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con có cơ hội để được học lời của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng con, chính Ngài yêu mến chúng con và Ngài muốn dẫn dắt, soi sáng muốn trợ giúp chúng con trong tất cả mọi việc. Ngài muốn dẫn chúng con vào mọi lẽ thật Lạy Chúa xin cho chúng con đầu phục Ngài và xin cho chúng con thật sự ở trong sự hướng dẫn của Chúa. Đừng để cho chúng con chăm về những điều thuộc về xác thịt. Nhân dân Chúa xin Ngài loại bỏ hết những cái khuynh hướng xác thịt tội lỗi ra khỏi chúng con và ban cho chúng con thật sự có một tấm lòng trong sạch một cái đời sống uh, thật sự gần gũi và hướng về ngài để rồi chúa sẽ điều khiển ngự trị trong đời sống của chúng con và ban phước thì chúng con còn cảm ơn cha con xin chúa ban phước trên cô đỗ phượng cho cô có một đời sống yêu mến chúa có đức tin có lòng yêu mến Ngài một cách xuất sắc mạnh mẽ và cầu xin Chúa sử dụng đời sống của cô. Xin Chúa chữa lành tất cả mọi bệnh tật trên cô, những sự mỏi mệt, những sự buồn chán, những bất cứ vấn đề gì trong danh của Chúa. Xin Ngài chạm đến cô và chữa lành cho cô, ban cho cô được ơn của Chúa một cách hoàn toàn. Con cảm ơn cha. Chúa cũng ở cùng cô loan và vài ngày nữa cô sẽ đi về Việt Nam. Xin Chúa ở cùng trên chuyến bay và Chúa cũng ban phước cho cô xương trong cái chỗ việc chỗ làm mới, Chúa ở cùng cô và ban phúc cho cô sử dụng cô chúng con cảm ơn Chúa chúng con tạ ơn Chúa về lời của Chúa hôm nay xin Chúa ban phước ở cùng tất cả chúng con và ở cùng tất cả các anh chị em chúng con những người đang cùng với chúng con ở trên online và cũng như trên Zoom trong giờ này con nhân dân Chúa xin ngài đầy dẫy trên các anh chị em chúng con và giúp cho anh chị em chúng con sống theo thánh linh chúng con không theo văn tự chúng con không phải cố gắng chúng con không phải là chỉ Uh, giống như các tôn giáo khác là chúng con uh, cố để thực hiện những cái điều cao đẹp mà Chúa dạy nhưng mà chúng con xin nhờ cậy Đức Thánh Linh để chúng con có thể thực hiện được những điều mà Chúa luôn uh, dẫn dắt chúng con lại cha thánh chúng con dâng tất cả chúng con trong tay của ngài chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.